Cru nha anh chị, Cru 2017 mẫu mới, số sàn, xe chạy chuẩn 60 ngàn anh chị. Cái mâm này là người ta dán thêm màu đỏ nha, mâm của nó đúng là mâm màu bạc, dán thêm màu đỏ nhìn đẹp anh chị, đỏ đen. Sơn rin thì còn rất là nhiều và chất xe đẹp, không có lỗi lầm gì hết, bốn vỏ mới, bốn vỏ mới tinh. Đó, anh chị coi ha, Cru mẫu mới màu trắng, ngọc trai, 2017. Xe đẹp anh chị ơi, sáu mấy ngàn à, máy rin 100%, nắp cò nắp gì chưa mở hết. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 278 triệu, để cho anh chị 275 triệu nha. 275 cho con Cru 2017 mẫu mới số sàn. Động cơ là 1.6. Dòng này thì nếu mà số sàn thì nó cũng ít có bị bệnh và nó cũng ít có hao xăng anh chị. Số tự động thì xe phải cực đẹp kìa chứ không nó cũng hơi bệnh với lại hơi hao xăng. Xe này quá đẹp chứ không phải là đẹp thường nha anh chị. Em để anh chị là 275. Nhìn cái đèn là mình biết xe dở hay là ngon ha. 275. Đó, mới, cực kỳ mới luôn, biển số 93 Bình Phước. 2017. Động cơ là 1.6, số sàn. Vỏ lốp thì còn mới, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm mới luôn anh chị. Xe này vẫn đăng kiểm 2 năm nha. Mình thùng nước sơn nè, tâm bao đẹp luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu thì đường thành phố là 11, hỗn hợp là 8 và đường trường là 6. Đó, xe này cũng nói chung là sang cậu nó cũng khá là hợp lý anh chị thấy không. Còn riêng về cái nội thất của xe này thì nó quá tuyệt vời rồi. Cái ghế riêng theo xe mà nó còn mới cỡ này anh chị, ghế riêng theo xe này còn mới cứng luôn, trần nỉ riêng ha, xe đẹp lắm, bảo đảm xe rất là đẹp ưng ý. Có màn hình Android, có cam dê đầy đủ, có cam hành trình trước sau luôn, cam dê nè không, cam trước cam sau đầy đủ anh chị. Cam trước rõ. Sáu chục ngàn. Vô lăng phím bấm nè. Vô lăng quá đẹp anh chị. Xe này là dạng xuất sắc nha. Trên 8 điểm, cho 8 điểm cũng được. Quá mới anh chị. 60.000 cây. Màn hình đầy đủ. Màn hình cam trước, cam sau, nội thất đẹp. Rất là mới anh chị, rất là mới, ốc bán là chưa hề gỡ con nào luôn, xe đẹp thật sự. 2017, năm sản xuất 2017. Đẹp lắm, Tâm rất là kén xe nha anh chị. Cru này Tâm kén xe lắm, gập gương auto luôn, kính bấm nè, gập gương nè, bàn phím nè, tắp lô tắp bi nè, rất là mới. 275 triệu nha anh chị. Có con xe 2017 hạng sedan rất là rộng rãi, gầm bệ thì chắc nịch luôn, lên chạy cảm giác êm êm thì như ý. Tâm để cho anh chị là 275 thì Tâm bao hồ sơ nha. Còn cái nội thất nữa thì đừng nói tới luôn, quá mới. Cái máy cũng vậy, cái mức độ êm ái và mượt mà của em nó thì không có gì phải bàn nữa rồi, quá hoàn hảo anh chị, êm lắm, êm mượt như ý và chất xe thì tuyệt đẹp nha anh chị nha, chất xe tuyệt đẹp, keo chỉ nè, táp lô táp bi nè, 4 thắng đĩa ABS nè, vỏ Michelin 4 thắng đĩa luôn nha anh chị nha. Đó, vỏ Michelin 2017 mẫu mới, 275 triệu mà có ngay con xe Cru, Cru kiểu dáng đẹp, chất xe thì tuyệt vời, chất xe phải dùng từ tuyệt vời nha anh chị. Mình nhìn mica đèn, nhìn đèn đồ nè, nó còn sáng rực, nó quá vừa ý luôn anh chị ạ, quá vừa ý. Phim cách nhiệt đồ sẵn hết rồi, đồ chơi nó sẵn sàng hết rồi, giờ xe này về chỉ không có làm gì nữa hết á, đổ xăng là chạy thôi. Vỏ thì còn được, đăng kiểm thì còn dài, nội thất thì đẹp, đồ chơi có rồi. Đó, keo chỉ là rin hết và nước sơn còn rin rất là nhiều,
Xe này không có bị lỗi, bị đụng, bị va gì hết nha anh chị. Máy móc động cơ hộp số là nguyên bản. Ồ cái thùng nè. Đẹp ghê, đẹp luôn anh chị, đẹp như ý luôn. Vỏ. Vỏ xe cua nè, mâm nè. Này nó hoàn hảo tới mức độ tuyệt đối nha anh chị. Keo chỉ rin hết, không có mắc một tí keo chỉ nào luôn. Chứng minh được là xe này không có bị đâm, không bị va gì hết nha anh chị. Đẹp tuyệt vời. Nội thất nè. Quá hoàn hoàn hảo luôn anh chị ạ. Cái gầm nó như mới, gầm mới tinh luôn. Mới xuất sắc. Cây số thì ít, chất xe thì đẹp và không lỗi lầm nữa thì còn gì bằng anh chị. Cây số thì 60 ngàn, sáu mấy ngàn. Chất xe thì quá đẹp luôn. Cửa cốp cabo nè, rin hết. Như ý luôn á, phải nói là cái xe như ý nha anh chị, đẹp từng cm từng chút một và mọi thứ luôn. Hầu như là tâm cảm nhận được là cái xe nó hoàn hảo đến mức độ vừa ý cho con Cru 2017 số sàn. Đồ chơi có sẵn và máy móc động cơ hộp số là còn nguyên bản nguyên zin, chưa bung chưa gỡ gì hết, từ ốc tán bản lề máy móc rất là tuyệt. Thắng ABS nè, có thắng ABS nha. Máy móc rin chuẩn, đẹp lắm, rất là đẹp, rất là ưng ý. Keo chỉ cũng vậy, rin hết. Anh em có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với bên Tâm nha. Bây giờ thì trong công ty còn khoảng được 30 mấy xe thôi. Cũng muốn hết xe rồi, cạn xe rồi. Ngày hôm nay bán nhiều, từ sáng giờ là bán 4 chiếc rồi. Ngày hôm nay bán nhiều, hôm nay những ngày cận Tết là bán 4 chiếc hay 5 chiếc kìa. Mazda 2 bán rồi nè, Vios G27 bán rồi nè. Atit 2023 màu đen bản V bán rồi nè. Suluto màu trắng bản thiếu bán rồi nè. Buổi sáng nay là Tâm bán hình như là 4 chiếc hay là 5 chiếc gì đó. Buổi sáng nay bán 4 chiếc rồi anh chị. Rồi những cái ngày cuối năm này mà anh chị thấy ở đâu bán xe xe tốt, xe chất lượng thì giới thiệu cho Tâm. Còn xe bèo bèo thì thông cảm nha. Tại vì sau này là Tâm có cái phương châm là mua hàng tốt về bán cho bà con để năng năng rộng cái tầm ảnh hưởng đến khách hàng về cái lĩnh vực ô tô. Nên Tâm cũng cố gắng lựa chọn những cái sản phẩm mà VIP, những sản phẩm mà chất để về phục vụ, giá nó có đắt một chút cũng được nhưng mà bù lại cái chất nó sẽ bù lại, chứ còn xe rẻ rẻ là không có ngon được. Mà không ngon thì bán nó sẽ bị mất uy tín, rồi nó sẽ ảnh hưởng cái thương hiệu. Nên Tâm cũng cố tình tìm những cái sản phẩm thật tốt để về phục vụ quý cô chú anh chị và bà con. Ai thấy xe ở đâu đẹp chuẩn gia đình chỉ cho Tâm mua với nha. Tâm sẽ gửi hoa hồng cho anh chị từ 3-4 triệu chứ không có mua cũng như là bán ha. Còn nếu mà nhiều quá thì chắc Tâm không làm được. Và mà anh chị mà muốn mà 10-10 mấy triệu thì thua đó. Và cái xe đâu có lời nhiều đâu, mà lấy cà phê thì 3-4 triệu thôi. Không, giới thiệu cho Tâm mua cũng như là giới thiệu cho Tâm bán, có được thì hai bên cùng nhau phát triển và cùng nhau là hưởng chút lộc. Xe này là xe đẹp,
nó từ đầu tới đuôi Tâm thấy nó rất là ok. Nếu như anh chị cảm thấy vừa ý hài lòng thì cứ nhấc máy gọi điện trực tiếp cho Tâm 0917 215 512. Xem xe địa chỉ là gần Quỹ Ban, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng, đồng hành, chia sẻ và luôn gắn bó và cho những cái nguồn tích cực ở trong Tâm để có được động lực để phục vụ anh chị. Tâm cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại nha.